Thưa quý vị, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường và phó cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ Bộ Công an Trần Đình Trung đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hòa Phong, Hòa Nhân, Hòa Phú và Hòa Khương huyện Hòa Vang chuẩn bị kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hòa Vang bày tỏ phấn khởi với những chuyển biến kinh tế xã hội của đất nước sau khi kiểm soát đại dịch Covid-19, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Quốc hội và chính phủ. Cử tri huyện Hòa Vang cũng nêu lên nhiều vấn đề lớn của đất nước, đề nghị Quốc hội xem xét giải quyết thời gian tới. Trong đó, cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào việc Quốc hội sẽ bàn thảo để sửa đổi luật đất đai để phù hợp thực tế cuộc sống cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân cử tri huyện hòa vang đề nghị cần quan tâm chế độ tiền lương hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách xã phường để đảm bảo cuộc sống bổ sung chỉ tiêu giáo viên để đảm bảo việc dạy học hiện nay cử tri cũng đề nghị cần có chính sách phù hợp để đào tạo nghề cho người dân trong diện thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển đô thị